Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì em là Tình Hàng Bãi ở Kon Tum. Nay em xin giới thiệu cái máy Nasonon EZ6813 này. Đây máy khoan bê tông nhé. Con này thì bố hơi 24V. Thì máy đang xài pin zin và sạc zin anh em nhé. Ngoại hình máy thì đây. Đó. Đây. Đây, chức năng thì đây. Chức năng thì được tốc đầy đủ nhá. Không có thắng. Zin nó cũng vậy rồi. Hàng này thì thường thường là như vậy. Thắng đợi. Điều tốc đảo chiều đầy đủ. Đây. Ngoại hình của con máy này thì mới tầm khoảng hơn 80% thôi anh em nhé, 70-80% thôi, nó không được nhiều, về anh em tự vệ sinh nguyên. Đây thì em bật cái đèn flash lên thì nó quay nó cũng không chi tiết được lắm, thì anh em về tự cảm nhận nhé. Máy này em bán với giá một máy một pin zin và một sạc zin. Pin này cầm cũng còn khá là tốt nhá, em sẽ quay clip test đằng sau cái video này. Thì đây sạc zin, đây sạc là từ 7,2V cho tới 24V này. Sạc này sạc cho sạc cực hịn này, sạc được từ 7,2 cho tới 24V luôn. Là 7,2, 9V 6, 12V, 18V, 15V 6, rồi 24V chạy tuốt anh em nhé. Rồi con máy này thì em bán giá một máy, một pin zin và một sạc zin, giá 1,5 triệu anh em nhé, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em ngay. Đó. Thì máy pin cầm khá là tốt. Em sẽ để clip test đằng sau cái video này cho anh em xem khoan đá nhá. Đó, thì anh em nào có nhu cầu xin hẹn em nhé. Số điện thoại em sẽ để phần tiêu đề video. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Rồi clip test em sẽ để ngay đằng sau này.